Ngày 5 tháng 2, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú A tổ chức trao quà Tết cho người lao động ở nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú A đã trao tặng 100 phần quà với tổng số tiền 30 triệu đồng do bà Nguyễn Thị Diến, phường Châu Phú A tài trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, các mạnh thường quân trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để họ yên tâm lao động sản xuất, góp phần cùng địa phương giữ vững an ninh trật tự tại các khu nhà trọ.